Trên thị trường vé chợ đen hiện tại, vé của trận đội tuyển U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 đã được đẩy lên với mức là 8 triệu đồng một cặp, gấp 8 lần so với niềm yết. Theo như quy định từ ban tổ chức, mỗi khán giả chỉ được phép mua tối đa là một cặp vé trên trận. Do đó, tại vòng bảng với 4 trận đấu của U23 Việt Nam, mỗi người sẽ được quyền mua tối đa 4 cặp vé cho 4 trận. Tuy nhiên trên thị trường chợ đen tính đến thời điểm hiện tại thì giá vé xem trận đấu của U23 Việt Nam đã bị đẩy giá lên cao gấp 8 lần so với giá niêm yết. Trong đó tấm vé có mệnh giá cao nhất là 500.000 đồng một vé đã được thổi giá lên tới tận 8 triệu đồng một cặp tức là 4 triệu đồng một vé. Ban tổ chức sân vận động Việt Trì cho biết vé xem các trận đấu U23 Việt Nam tại SEA Games 31 được mở bán chính thức tại quầy vé trước cổng sân vào lúc 8 giờ ngày mùng 3 tháng 5. Tuy nhiên từ 20 giờ tối ngày hôm qua mùng 2 tháng 5 thì nhiều cổ động viên đã có mặt từ sớm để xếp hàng chờ mua vé và càng về đêm muộn gần sáng thì số người đến xếp hàng càng đông.